Chào bạn, chào mừng các bạn đến với kênh vlog Hoa Giấy Sa Đéc. Hôm nay mình lại tiếp tục lên lục cây phôi hoa giấy Mỹ được bạn. Hôm nay mình sẽ lên những cặp bonsai lùng lực nha, cũng như những số bộ combo cho anh em chơi. Thì đầu tiên mình sẽ lên cho anh em cặp số 1 đầu tiên là cặp có cái thông số như sau. Cây này là cao 60 hoành 30. Mình sẽ quay xung quanh cho anh em xem nha. Dáng thú các bạn. Là cây đầu tiên. Cái thứ hai này các bạn. Cái thứ hai này có thông số là 55, hoành cũng 30 luôn nha. Hoành 30 là mình đo ngay trên vị trí cổ eo các bạn. Cái tay mình cầm được nửa thân cây thôi đó. Đo nó nới trên đây thì nó bự lắm. Mình đo vị trí nhỏ nhất nha. Hai cây này do nó có vết thương các bạn. Vết thương này là dưới ruộng bị chuột cắn, dưới ruộng lâu rồi. Này cắn lâu rồi, mấy tháng nay rồi, đang lành. Bên đây cũng có vết thương bên đây nữa nè. Cho nên cây này mình giao luôn chữ mốt nè, cặp này chữ mốt mình giao luôn anh em 1 triệu thôi, bớt anh em một mỗi cây 50.000. Thì đây là combo số 1, giá giao luôn anh em 1 triệu nha, triệu bao ship anh em tận nhà luôn nha. Thông số là hoành 30, hai cây 30 hết. 30 là mình đo vị trí eo nhất các bạn. Chứ các bạn đo nó nới dưới này là bự lắm. Nói chung là cái đế rất là hoành tráng nha. Còn hoành thân là năm mấy, hoành đế năm mấy lận. Nói chung là khá là to. Mình thì mình không có đo hoành đế các bạn, mình đo hoành thân thôi. Tại hoành đế rất là lớn. Rồi cặp trà bá này mà giao luôn anh em 1 triệu bao ship anh em nè. Có hai vết thương nha anh em. Nó bị chuột cắn nhưng mà nó lành rồi. Cái này không có lâu đâu sẽ lành, đang kéo mài lại. Bên đây cũng vậy nè. Rồi chúng ta đến với cặp thứ hai. Đây cặp thứ hai thì có thông số như sau. Cây đầu tiên thì 30 hoành, hoành 30. Cao 65. Dạng thú luôn nha anh em, bonsai nha. Mình sẽ quay vòng vòng cho anh em xem. Cái đầu tiên cục đế rất là lớn. Cái thứ hai là hoành 26, cũng cao 65 luôn. Hoành 26 là mình cũng đo vị trí nhỏ nhất nha các bạn, chứ các bạn đo nó cho cái ngón tay mình đây là nó to lắm nha. Đây là cặp số 2. Cặp này mình giao luôn anh em 850 nha, 850 bao ship. 850 thì có hơn 400.000 cây thôi, nhưng mà được bao ship cho anh em tặng nhà nha. Anh em ghé nhà giao lưu mình sẽ giảm anh em 100k tiền cước. Rồi ok, chúng ta đến với cặp thứ ba các bạn. Đây cặp thứ ba bên đây luôn. Đây cặp thứ ba. Cặp thứ ba là dáng thú các bạn. Thứ ba này nó có chiều cao là 65 và hoành 27 cm. Một cây củ đặc đế thú. Đây là cái đầu tiên của cặp số 3 nha các bạn. Còn cây thứ hai thì cao 72. Nếu anh em cáp cặp thì có thể cắt cái cụm nó bỏ lại thì nó hai cây tương đồng dáng với nhau nè các bạn. Mình cáp cặp là cây tương đồng dáng với nhau nha. Cây này hoành 23, cũng đế đặt một con đế thú luôn nha các bạn. Cái cây này thì bị chuột cắn cái dạ dưới này. Đây nó bị cắn cái dạ này. Nói chung là những vết thương của nó thì nó khá là mau lành các bạn. Cắn khá là mau lành. Còn những vết thương mà vô tình mình làm chạy hiểu sao nó rất là lâu lành các bạn. Vết thương của nó cắn nè. Nó đang kéo mài lại các bạn, rất là nhanh. Rồi cặp này do có lỗi này. Mình giao luôn anh em cặp này 600k nha. Mình đã trừ cho em cái phần lỗi BB bị chuột cắn rồi nha. 600k bao ship tận nhà. Cây hoành 23, 27, hai cây dáng thú rất là đẹp nha các bạn. Cục đế khá là to. Rồi chúng ta qua cặp số 4 luôn. Cặp số 4 này có cái không số như sau. Cây này cao 75, hoành 30. Đây cái dáng đó các bạn. Dáng rất là đẹp nha, dáng thú luôn. Đây. Cây này thì không có bị con gì cắn hết các bạn ơi. Bị cắn sơ sơ thôi, con miếng à. Nói chung mình trồng với ruộng hồi lóng tháng nước các bạn. Chuột ở ngoài ruộng không cho ở, nó lên giường nó ở, nó làm ổ trong giường. Trong đám cây ấy, trời nó cắn quá trời luôn. Cây này cái thứ hai đó các bạn. Hoành 21, cao 79. Hai cây dáng tương đồng với nhau luôn nha các bạn. Cặp này mình định giao luôn anh em là 600k, nhưng mà cũng do vết cắn của cái cây này mình giảm lên 50k nha. Rồi 550. 550 bao ship cho anh em cái cặp 550 bao ship cho anh em cái cặp hoành 21 là cây bé các bạn. Hoành 30 là cây lớn nha.
Rồi 550 cho cái cặp số mấy mình quên rồi, số 4 các bạn ơi, số 4 nha. Rồi chúng ta qua cặp số 5. Cặp số 5 này thì cây đầu tiên này thì hoành của nó là 19, cao 52. Hoành 19 mình đo với chiếc eo, con eo nhỏ nhất các bạn, cho bạn đo nới xuống đây là hoành to lắm nha. Mình đo với chiếc nhỏ nhất thôi. Rồi mình sẽ xoay xung quanh cho các bạn xem nha. Cây này không có bị con gì cắn luôn. Và cây thứ hai. À, cặp này thì rất là ngon lành luôn các bạn. Cặp này mình giao lưu anh em 500k bao ship nha. 500k bao ship cho cái cặp combo số số mấy đây. À quên, cái cây này hoành 20 nha các bạn, cao 40, hoành 20. Hai cây dáng thú rất là đẹp. Cái này mình có mã số là cặp số 5 nha các bạn. Cặp số 5, 500k bao ship. Hai cây chà bá luôn bạn. Rồi chúng ta qua cặp thứ 6 nha. Cặp thứ 6 này giao lưu anh em 450 bao ship nha. Hoành cũng tầm 20 luôn, hoành khoảng 20. Cây này, hai cây này nãy mình không có thông số của nó nè. Nhưng mà đây, thằng này hoành 20 nè. Thằng này 20 rồi. Thằng này chắc cũng cỡ 20 luôn bạn, hai hoành ngang ngửa nhau nè. Hoành khoảng 20 nha. Hai cây luôn. Hai cây này giao luôn em 450 bao ship nha. Tính ra có 200, tính anh em 200.000 đi, 200.000 thì 400 chứ, 400.000 thì tính ra có 200.000 một cây thôi các bạn. 200.000 một cây, 400.000 một cặp bao ship anh em cặp số 2 3 4 5 số 6 các bạn, số 6 nha, số 400.000. À qua số 7 luôn đi. Số 7 này có ăn cây cù nè, cây mới. Cặp này thì giao lưu anh em 400k luôn. 400k bao ship. Do có một cây cù. Cây cụ của video ngày hôm trước nè, mình giảm anh em, và một cây cụ này nó có vết thương cũng bị chuột cắn nha các bạn, đang tái tạo da nè, mình sẽ bấu cho bạn xem luôn. À, đang tái tạo da, bị nó cắn tái tạo rất là nhanh các bạn, trên đây cũng có vết cắn nè. Rồi ok, cặp này tính anh em 350 thôi, 350 bao ship, giảm anh em cây cụ luôn nha, giảm giá sale video ngày hôm trước luôn nha, thì còn 350 hai cây bành kia luôn bạn. Tính cái trăm mấy à, bao cứ anh em tận nhà hai cây bonsai lùng lực luôn, anh em về trồng mà 200 đổ treo được nha các bạn. À, hành của nó khoảng 20 19 20 các bạn, hành cũng khá lớn, nó tương đương với mấy cây nãy giờ nè, hành nó tương đương với cây bên đây luôn bạn. Rồi và sau cùng thì chúng ta đến với một cây lẻ nè. Cây lẻ hôm nay mình có ăn cây thôi, nó cao khoảng 1 mét hơn các bạn, cao hơn mét, và thông số là 25 cm. Mình đo mình tính 100 là mình tính 1 gang, 2 gang, 3 gang, 4 gang, 5 gang, đúng rồi, khoảng 1 mét các bạn. 100 này là 100 cm nha các bạn, là khoảng 1 mét á. Hoành thì 25. Cây lẻ nè. Rồi mình giao lưu cây này anh em là 280k bao ship tận nhà nha. 280 bao ship cho cây lẻ, cây duy nhất thôi các bạn. Đây mình mới tìm được cây cũng cao, cũng tầm chiều cao cũng tương đương nè. Rồi 280, cây này 120 thôi, là nhiêu ta, 400 đúng rồi, bao 400 bao ship luôn. Cây này thì giá trị nó hơn 120 nhiều mà, cái này mình bán lẻ khoảng 150 nè, nhưng mà thôi mình để vô 120 cho nó chẳng luôn nha. Rồi cái cặp mình tính hai cây lẻ này là 400k nha các bạn, bao ship cho anh em luôn nha. Rồi chúng ta tiếp tục đến với bộ combo. Đây là cái bộ combo duy nhất của mình ngày hôm nay. Mình sẽ gom những cây mà gọi là dáng quái quái và bé bé để giao lưu với các bạn nha. Cái bộ này mình có được là 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây. Cây thứ 6 là một cây của video ngày hôm trước nha các bạn. Mình sẽ để vô đây luôn. Rồi 6 cây này mình giao lưu anh em 750. Đầu tiên mình sẽ cho anh em xem từng cây trước nha. 6 cây 750 nha. À mình sẽ tặng cho anh em cây này luôn nè. Coi như 7 cây luôn nha các bạn. Đầy 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 con cây. Cái cây này là cũng là cây cũ nè, cây này người ta chê các bạn. Đây cái cây này, cái này theo mình nhận định thì cây này cũng khá là đẹp trai các bạn, dáng đồ khá, cành chi cũng khá đều, chỉ có điều là nó tội quá, nó không có đế thôi, cho nên cây này hôm nay mình sẽ bán không được, mấy bữa nay mình bán người ta chê nè, rồi mình sẽ tặng cho bạn luôn nha. Rồi đầu tiên mình sẽ kiểm tra cây trước nè. 750 mà 7 cây luôn các bạn. À, 6 cây mình tặng cây mới là 7 cây nha. Đầu tiên cho anh em xem cây này. Cái bộ này nha. Cây này thì mình không đo thông số những dòng combo, mình không đo thông số các bạn. Nhưng mà cây này hoành khoảng 18 nha. Dáng khá là đẹp trai, dáng thấy trong dáng nằm được nè bạn. Một cây nha.
hai cây. Cây này hoành khoảng 16 17 thôi, nhỏ hơn chút xíu. Nói chung là hoành của nó là trên 15 hết nha các bạn, 15 tới 20 á nha. Cây này hoành khoảng, cây này hoành khoảng 18 19 nè. Cây này thì dáng khá là đẹp luôn các bạn. Cạnh chi nó vung khá là đều nè. Cây thứ ba nha. Cây thứ tư là một cây anh em có thể trồng đổ treo nè. Trồng đổ treo vẫn được nha. Dáng khá là quái các bạn. Cây thứ năm có thể là một anh em có thể trồng bay nha. Cây thứ năm này có bị trâu cắn mấy cọng rễ, con cọng thì bị nó cắn đứt luôn bạn, con cọng thì bị cắn hết miếng. Và cuối cùng cây thứ sáu là cây của video ngày hôm trước, tàn thiên nhiên. Rồi sau cùng là cây tặng thì là cây thứ bảy nè các bạn. Rồi 750 bao ship cho anh em luôn nha, tức là vừa bán vừa tặng vừa cho vừa khuyến mãi. Đúng ra cái bộ này 6 cây này 750 là giá mà đã sale giá giảm rồi đó các bạn, mà cái cây này cũng không biết làm gì, tặng cho anh em luôn nha, tặng vô luôn thì 750 bao ship. Rồi anh em thấy 750k con cái đống cây quá trời đẹp luôn các bạn. Rồi mình xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Xin chào.